Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học kinh thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Giải pháp của Đức Chúa Trời, Nhưng trên kinh thánh Roma chương 3, câu 21 đến câu 31. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tiên đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi ngày nhịn nhục tức là ngài đã tỏ sự công bình ngài trong thời hiện tại tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tiên đến đức chúa giêsu vậy thì sự khoe mình ở đâu đã bị trừ bỏ rồi bởi luật pháp nào luật pháp của việc làm chăng không phải nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi Đức Tiên, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi Đức Tiên nữa. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Câu gốc của bài học tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt chi hết. Roma chương 3 câu 22. Câu hỏi suy gẫm sứ đồ Phaolô đã công bố tin tốt lành nào? Ông đã chấn chỉnh những suy nghĩ sai lạc phổ biến của con người như thế nào? Chúng ta cần làm gì để kinh nghiệm một đời sống thỏa vui, hữu ích và đẹp lòng Chúa? Kính thưa quý vị, sau khi nêu thực trạng có người bất lực trong việc giữ luật pháp, Sứ đồ Phaolô công bố tin tốt lành là Chúa có một giải pháp để con người được cứu bởi đức tin. Đây là điều được luật pháp và các nhà tiên tri, tức Cựu Ước, làm chứng chứ không phải do ông nghĩ ra. Câu 21 và 22. Vì bạn tính thánh khiết, Đức Chúa Trời phải đoán phạt loài người phản nghịch, nhưng vì bạn tính yêu thương, Ngài không nỡ để cả nhân loại bị hư mất nên Ngài đã chọn giải pháp cứu chuộc. Chúa Giêsu ngồi hai Đức Chúa Trời giáng thế làm người, đứng ở vị trí của tội nhân và nhận án tử hình trên thập tự giá thay cho tội nhân. Huyết Chúa Giêsu đã đổ ra đáp ứng yêu cầu của luật pháp đòi hỏi. Câu 23 đến 25. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, Đức Chúa Trời xưng công chính cho bất cứ ai đặt đức tin nơi Chúa Giêsu. xu không phân biệt dân Juda hay dân ngoại. Câu 22 Qua điều này, sứ đồ Phaolô giúp độc giả ở Roma và mọi cơ đốc nhân thấy rõ bản tính công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời. Đồng thời, chấn chỉnh những suy nghĩ sai lạc phổ biến của con người. Trước tiên, ân sủng của Chúa Giêsu không chỉ ban cho tuyển dân, nhưng cho mọi người tin. Đức Chúa Trời là Chúa của dân Judah, nhưng cũng là Chúa của mọi dân tộc khác. Vì mọi người đều được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa và đều được Ngài yêu thương. Thứ hai, mọi người đều cần ơn cứu chuộc của Chúa. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người Juda tự hào vì họ có luật pháp để vân giữ, ngụ ý họ sống tốt hơn người ngoại. Tuy nhiên, Mọi tội lỗi đều làm con người trở thành tội nhân. Mọi tội nhân đều phải xa cách Chúa là chết mất tâm linh. Và mọi tội lỗi đều cần được Chúa tha thứ. Thứ ba, điều kiện duy nhất để được Chúa xưng công chính là đức tin. Được cứu bởi đức tin nên không ai có thể khoe mình về việc làm, nhưng hết lòng cảm tạ ưng sủng của Chúa. Thứ tư, đức tin làm vững bền luật pháp vì sự chết của đấng christ đáp ứng yêu cầu của luật pháp là kẻ phạm tội phải chịu trừng phạt cơ đốc nhân được cứu không phải bởi việc làm vì không ai có thể giữ trọn luật pháp chúng ta được cứu bởi đức tin nhờ năng lực của đức thánh linh chúng ta mới có thể theo đuổi chuẩn mực đạo đức của chúa để kinh nghiệm một đời sống thỏa vui hữu ích và đẹp lòng chúa chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời đã xưng công chính cho con, công bố con vô tội nhờ ân sủng cứu chuộc của Chúa Giêsu, phục hồi mối liên hệ đổ vỡ của con với Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp con sống theo chuẩn mực đạo đức của Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thường khoe mình về việc làm không? Chúa ban ơn sủng mọi người nhận ơn cứu chuộc cuộc đời đổi thay đức tin bền vững mỗi ngày cao rao danh Chúa tỏ bày ơn Cha Bài học kinh thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia hẹn gặp lại quý vị ngày mai.